Đây mẫu có đề đây, ST140 mẫu có đề. Có đề gồm có 140 và 155 nè, đây. Giống nhau chỉ khác cục đề thôi bà con. Alo. Nghe. Yeah. Đây có đề. Ủa? ST140 có đề, 155 có đề, ST này với hai mẫu có đề thông dụng á. Bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Có đề là không có sạc, đặc biệt là cô ta không có sạc các bà con. Bà con câu dấu cộng vô đây nè, dấu cộng của bình hay dấu dương rồi câu vô đây. Dấu má thì câu chỗ nào cũng được, lóc má là được. Mà con muốn tra đề chặt vô đây có đề nè. Dễ lắm. Còn có hai mẫu có đề là 155 và 140. Này bảo hành cũng 2 năm rồi con. Con mua được tặng cái chụp bô nè, đặc biệt là cái cục bên máy có đề là không có chai nhớt nha, tại cái này không có để chai nhớt được nên máy đề là không có tặng chai nhớt. Thì máy đề là không tặng chai nhớt cho bà con nha. Ủa, bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Máy đề là không có chai nhớt. Có đồng hồ báo giờ nè, cứ mà con cứ lý lần đầu tiên đập thùng á thì khoảng 50 giờ thay nhất ra chạy xong 5 giờ nhất, và lần thứ hai là cứ canh tướng 100 giờ chạy 100 giờ chạy 100 giờ thay nhất, là mà phải thay nhất chính hãng mới được 100 giờ nha. Thay nhất chính hãng đây cha chan, có hình biểu tượng hình con voi đó đây, cha chan chính hãng là biểu tượng nguyên con voi nè, đúng không? ST 140, ST 155 có đề. Đặc biệt là ZT này có đề là không có sạc cái thợt nha, bà con giờ tự đóng sạc lên.